Tất cả mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi thôi mò nhà. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút màu đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên mình sẽ dùng màu cam. Và nhà ông cậu đông nhé nhỉ? Tại vì mấy nhà nha. Mỗi nhà một mâm. Sáu đứa một mâm. Nếu mà hết chỗ mình nhét 8, 9 người. Nhưng bà tiền này. Bà tư này nha. Không có em. Không có đứa số 7 rồi. Đấy, số 7 này Ronaldo. Tiếp theo mình sẽ dùng một sang lá cây. Thank you.
Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào tất cả mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi tô màu nha. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút màu đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu đỏ. Việt Nam. Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu cam.
Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.